Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Nga, giám đốc học viện Natalie PMU and Academy. Trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ không đơn giản chỉ là tạo ra những sản phẩm phun xăm xuất sắc mà còn cần phải trở thành một chuyên gia trong việc xử lý và xóa sửa những cặp chân mày thảm họa. Và đương nhiên, một trợ thủ đắc lực không thể thiếu được đó chính là dung dịch xóa xăm. Dung dịch xóa xăm thì sẽ có khả năng lấy mực chậm hơn so với laser. Tuy nhiên, nó có những cái ưu điểm vượt trội hơn. Thứ nhất, đó là không cháy lông, rụng lông. Thứ hai, không gây chai da. Và thứ ba là có thể lấy được mực ở cả phần môi, điều mà laser không thể làm được. Thành phần chính ở trong dung dịch xóa xăm đó chính là axit. Hay nói cách khác, bản chất của dung dịch xóa xăm đó chính là sử dụng axit để lấy đi mực ở trong da. Và hai loại axit thông dụng nhất thường sử dụng trong dung dịch xóa xăm đó là axit glycolic và axit benzoic. Axit glycolic thì rất an toàn, được sử dụng ở trong sản xuất mỹ phẩm và được đánh giá là an toàn cả với phụ nữ mang thai. Còn benzoic còn có độ an toàn cao hơn nữa khi nó còn được sử dụng phổ biến ở trong thực phẩm. Mực phun xăm sẽ có 4 thành phần chính. Thứ nhất là sắc tố vô cơ, thứ hai là sắc tố hữu cơ, thứ ba đó là chất mang và thứ tư đó là chất bảo quản. Tùy vào hàm lượng của sắc tố vô cơ và sắc tố hữu cơ ở trong mực nhiều hay ít mà người ta phân loại ra mực vô cơ và mực hữu cơ. Để làm rõ hơn về vấn đề này, các bạn có thể xem lại ở video trước đây của Quỳnh Nga. Quỳnh Nga sẽ dẫn link ở bên dưới nhé. Các sắc tố hữu cơ có thể tự tan ra và tự đào thải được, nhưng ngược lại các sắc tố vô cơ không thể tự đào thải được do bản chất nó được tạo ra từ các oxit kim loại, mà các oxit kim loại này thì phân tử mực khá là lớn, nặng và không tan trong nước. Nhưng một điều đặc biệt là oxit kim loại lại tan trong axit, tạo ra các muối kim loại tan có màu sẫm đen, có thể đào thải được ra bên ngoài. Chính vì vậy, đó là lý do tại sao người ta sử dụng dung dịch axit để lấy mực phun xăm trong da. Số lần xóa cũng như phần trăm mực có thể lấy đi qua mỗi lần xóa sẽ phụ thuộc vào việc dung dịch có thể tới gặp được mực hay không. Nếu như kỹ thuật phun xăm trước đây quá sâu tay, khách hàng đã phun xăm thời gian quá lâu và sắc tố vô cơ ở trong mực quá nhiều thì mực sẽ ngày càng nặng, chìm sâu xuống ở trong da, gây khó khăn cho việc đào thải mực và lấy mực ra bên ngoài. Như vậy, số lần xóa sẽ cần nhiều hơn mà cũng có thể không thể nào lấy đi được hoàn toàn. Như Nga đã chia sẻ ở phần trước, chúng ta có thể lấy được hoàn toàn mực ở trong da hay không sẽ phụ thuộc vào việc mực đang nằm ở tầng da nào. Các bạn sẽ chỉ được phép tác động tối đa sâu nhất là vào tầng trung bì thì sẽ không gây ra sẹo. Tuy nhiên, nếu như mực đã chìm sâu xuống dưới trong da mà các bạn lại cố tác động lực mạnh hơn để lấy được hoàn toàn mực thì ok, mực có thể hết nhưng chắc chắn sẽ gây ra sẹo. Có thể nói, xóa xăm bằng dung dịch tưởng chừng như là một kỹ thuật rất đơn giản, nhưng nếu các bạn không có những kiến thức và kỹ năng tốt thì rất dễ xảy ra những tai nạn không đáng có. Các bạn nên sử dụng dung dịch xóa xăm cho các trường hợp sau. Thứ nhất là khách hàng phun xăm không quá lâu. Bởi vì nếu những khách hàng phun xăm đã quá lâu, 10 năm, 20 năm, thì mực đã chìm rất sâu ở dưới da rồi, thì việc sử dụng dung dịch xóa xăm gần như là không có hiệu quả. Thứ hai là những khách hàng nào mà muốn xóa màu mực phun xăm cũ đi để điêu khắc, thì các bạn nên sử dụng dung dịch để hút. Bởi vì nếu như các bạn sử dụng laser để xóa xăm cho những khách hàng này, thì phần da của lông mày có thể sẽ bị chai, gây khó khăn cho việc tạo sợi trong điêu khắc. Và dung dịch xóa xăm cực kỳ hữu hiệu khi các bạn sử dụng để xóa bớt viền môi cũng như là hút màu mực phun xăm cũ ở trên môi. Điều mà laser không thể làm được, bởi laser chỉ bắt được các sắc tố có màu sậm như xanh, đen, nâu, còn không thể bắt được những sắc tố có sắc độ sáng như đỏ, cam hay là hồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quỳnh Nga. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga thực sự hữu ích với các bạn. Các bạn đừng quên like và theo dõi các kênh của Quỳnh Nga để không bỏ lỡ những kiến thức bổ ích nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!